Hello, xin chào quý bà con thân yêu, mình là Ly. Lời đầu tiên Ly xin thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc tốt lành. Còn ngày hôm nay Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta về cây táo tàu nha. Cây táo tàu còn gọi là táo đỏ tăng cương, cây hồng táo ha. Táo tàu thì nó cũng rất là nhiều dòng nha bà con. Ly xin nhắc lại cho quý bà con chúng ta, táo tàu thì nó cũng rất là nhiều dòng, nhưng mà Ly sẽ gọi chung là táo đỏ tăng cương. Cây này thì chiều cao của cây á, thì nó cao khoảng là từ 5 tấc nè, 5 tấc nha bà con, không có tính cái nhánh này, tức là cái thân cây là 5 tấc. 5 tấc tức là 2 gang duỗi tay nha. Còn giá bán của bên trung tâm cây giống là 400.000 trên một cây. Táo tàu thì ăn rất là ngon nha bà con. Bạn này thì ăn rất là tốt. Chúng ta cũng có thể là ăn trái tươi, hoặc là chúng ta cũng có thể đem đi phơi khô á, giống như nhà chúng ta nhiều trái quá, một cây nó ra nhiều trái quá, chúng ta ăn không hết thì chúng ta đem đi phơi khô hoặc là đem đi sấy khô á, chúng ta để ăn dần. Chúng ta tìm thuốc bắc nè, hoặc là để nấu chè. Táo tàu thì rất là tốt nha. Bạn này nó rất là giàu vitamin nha bà con. Bạn này nó cũng giống như là cái cây thần dược của chúng ta vậy đó. Chúng ta mà không ngủ ngon, chúng ta ăn nó vô nhiều. Chúng ta tìm thuốc bắc ha. Chúng ta hầm gà mà tìm thuốc bắc chúng ta ăn thì nó sẽ bổ nè. Lấy lại sức cũng rất là nhanh ha. Đây là cái mã số 1 nha bà con. Ly bấm vô cái mã giống như vậy nè. Tại vì ngày hôm nay Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta tầm khoảng là 20 cây đi ha. Ly sẽ bóc ra 20 cây cho quý bà con chúng ta xem. Chúng ta muốn mua hàng của trung tâm cây giống thì chúng ta dễ lựa chọn và dễ nhớ số ha. Cái cây đầu tiên là cái cây mã số 1 nha bà con. Đó, cây mã số 1 nè. Anh camera quay từ ở trên cho quý bà con chúng ta xem. Cái cây này thì nó có hai nhánh nè. Táo tàu thì nó không có nhánh nhiều nha bà con. Cây nhỏ thì nó không có nhánh nhiều, tại vì trái nó ra ngoài này nè, nó cũng không có nhiều nhánh đâu. Khi chúng ta trồng cái cây nó lớn thì nó mới có nhánh nhiều được. Đó, nó có hai nhánh ra ha. Những cái lá dưới thì Ly không tính, nó có hai nhánh ra. Chiều cao của cây, cái thân cây không là khoảng 5 tấc. 400.000 trên một cây là cây mã số 1. Rồi tới cái cây mã số 2. Để Ly bấm số vô. Anh chị nào chúng ta thích trồng táo tàu thì nhớ số, thì Ly sẽ lấy đúng cây cho quý bà con chúng ta. Cây 400.000 nha. 400.000 trên một cây ha bà con. Đó, một cây giống như vậy là 400 nè. Cây này thì có một nhánh như chùm chùm giống như vậy nè. Táo tàu này là chưa có ra hoa nha bà con, chưa có ra hoa. Cây này thì cao cũng khoảng 5 tấc luôn. Cái gốc này thì nó nhỏ hơn cây mã 1 nha. Mã số 2 là cái gốc nhỏ hơn cây mã 1. 400.000 một cây. Rồi tới cái cây số 2 nè. Rồi tới cái cây số 3. Cây số 3 này hơi cao, hơi cao nhưng mà cái thân của nó hơi cong. Cây này là 3 gang tay tức là 6 tấc, nó sẽ hơi cong nha, nó hơi cong hơn cái cây mã số 2 nha con. Cây mã số 2 cái thân nó nhỏ nè. Cái thân nó nhỏ thiệt nhưng mà cái thân của nó thẳng, nó không có bị co, nó không bị cong. Cây này thì nó cũng được hai nhánh nè. Cái thân cây thì được 6 tấc, cây này thì có hai nhánh. Cây này là cây mã số 3, 400.000 một cây. Mã số 3. Rồi tới cái cây mã số 4. Tàn ha, cây này tàn dài nha bà con. Cái tàn của bạn này đi khoảng 4 tấc, có nhánh nhỏ bên đây. Còn cái thân cây thì lên khoảng 5 tấc. Cái gốc nè, cái gốc bằng ngón tay cái nha. Cái gốc bằng ngón tay cái của em Ly ha. Phụ nữ nha bà con, cái gốc bằng cái ngón tay. Cây này là cây mã 4. 400.000 một cây. Táo tàu nha bà con, táo đỏ tăng cương. Rồi tới cây mã số 5. Em ra hỗ trợ tí xíu ơi. Cây này là cây mã số 5. Đây, cây mã số 5 này cái gốc to nha bà con. Cái gốc này thì nó hơi to hơn những cái cây giống trên. Cũng có tàn nè, một tàn, hai tàn. Ginh mấy cái cây chị quay rồi, xích qua bển giùm. Đây, một tàn, hai tàn. Đó, gốc to nha. Còn chiều cao của thân cây thì nó cao khoảng là hơn 5 tấc tí xíu, chứ chưa được 6 tấc. Gốc to hơn. Cây này là cây mã ha. Mã số 05. Đây, Ly có bấm số vô hết này ha. Quý bà con chúng ta nào thích cái cây giống nào thì nhớ số ha. Ly sẽ lấy đúng cây nha. Giao lưu 20 cây cho quý bà con chúng ta dễ lựa nha bà con. Rồi, Vinh hai cây này qua luôn nha. Mã số 5 rồi, tới mã số 6 nè. Đó, mã số 6. Mã số 6 cái tàn này thì nó ra ít. Táo tàu thì chúng ta cũng có thể là trồng chậu được nha bà con, chứ không phải là trồng đất không nha. Chúng ta cũng có thể là trồng chậu nè,
thì trồng đất thì trái nó sẽ nhiều hơn, lúc nào cũng vậy ha, có đất vô thì nó đầy đủ dinh dưỡng hơn, nó rộng rãi hơn thì trái sẽ nhiều hơn. Đây cây mã số 6, chiều cao của cây thì nó cao khoảng hơn 3 tấc luôn, ý hơn 3 gang tay luôn, là 70cm ha. Cây này tàn ít nha, chúng ta trồng xuống đất thì nó mới tàn nhiều, nhưng mà con dòng táo tàu thì nó vậy đó. Rồi ghi qua luôn mã mấy à, mã 6 à, tới cây mã số 7. Đây mã số 7, đây mã số 7 nè, chiều cao của cây thì nó cao khoảng 50 cm. Ly chỉ tính cái thân thôi nha bà con, Ly không có tính cái nhánh này, từ nhánh lên thì khoảng gang tay nữa, là mã số 7, 400.000 một cây. Rồi ghi qua luôn tới mã số 8 nè, mã số 8 gốc to, gốc to hơn tí xíu, gốc to mà gốc thẳng nữa nha. Đó, gốc tay gốc to gốc thẳng, à, tàn cũng nhiều. Chiều cao của cây thì cao khoảng 6 tấc. Rồi đinh xuống luôn mã số 8, à không biết quý bà con chúng ta nhìn kỹ không, quay thấy rõ không, à, mã số 8 rồi phải không. Rồi tới cái mã số 9, mã số 9 cũng có tàn nhiều nè, nhưng mà cái thân thì nó hơi nhỏ, nhỏ hơn những cây trên. Đây 400.000 một cây mã số 9. Rồi tới cái mã tiếp theo là cái cây mã số 10. Cây này lá tàn cũng xum xuê ha, à, thân cây thì khoảng 3 gang tay 6 tấc. Rồi ghi qua luôn mã số 9, 400.000 một cây. Rồi tới cái cây mã số 10. Ủa 11 chứ, cây nãy là cây mã số 10, cây này là cây mã số 11 nha bà con. Cây này là cây mã số 11. Rồi cái thân cây thì cao khoảng 2 gang rưỡi tay, là 5 tấc. Cây này tàn tán cũng nhiều nè. Rồi ghi qua luôn mã số 11. Rồi tới mã số 12, 5 tấc luôn ha, 2 gang rưỡi tay, à, tàn cũng nhiều nè, trên đây là nguyên một chùm luôn nè. Mã số 12. Rồi ghi qua, thân cây là 5 tấc nha. Cây này cao à, cây này cao hơn tí xíu đây. Cây này là cây mã số 10, 13. Thân cây là 6 tấc, 3 gang tay. Rồi số 13 qua luôn em ơi, qua mã luôn. Đây tới mã số 14. Mã số 14 nè, cái thân cây thì cao khoảng 2, chưa được 2 gang tay, à, 3 tấc, này chắc cỡ 3 tấc 8 á. Nhưng mà có nhánh nè, nhánh cũng cao, nhánh cũng nhiều lắm nha. Rồi, qua luôn. Cây này là cây mã số mấy? Mã số 14. Rồi tới mã số 15. Đây, mã số 15 nè. Thân cây 2 gang rưỡi tay, tức là 5 tấc. À, tàn tán cũng nhiều nha, cây này tàn tán cũng nhiều nè. Rồi qua luôn tới cây số 16. 16 nè, 16 bấm vô đây, 5 tấc hả bà con, 5 tấc đang đi cơi, 400.000 một cây. Rồi cây này là cây mã số 17. Rồi cây này cây mã số 17, cũng là 400.000 luôn nha bà con. Cái thân cây thì là cao khoảng 3 gang tay, 3 gang tay tức là 6 tấc ha. Đó, táo tàu thì cây cũng gọi là dễ trồng nha bà con. Chúng ta mà trồng chậu á, hoặc là trồng đất, thì quý bà con chúng ta trồng phun nắng ha, phun nắng giúp Ly nha. Khi cái trái mà nó đậu tượng hình trái rồi thì chúng ta tưới nước cho bạn này nó nhiều tí xíu thì trái nó sẽ to hơn nha. Chúng ta tưới nước ít thì trái nó sẽ nhỏ hơn ha bà con, và nó giống như là nó không có được giòn nhiều. Đây là cái lô táo tàu Ly giao lưu cho quý bà con chúng ta tới cái mã số 17, 17 cây nha. Anh chị nào chúng ta thích cây giống nào
thì cứ việc inbox vào hai số điện thoại hiện trên màn hình hoặc là gọi trực tiếp hai số điện thoại trên màn hình ha. Và hai số điện thoại ở trên màn hình thì bên trung tâm cây giống đã đầy bạn rồi nha bà con. Chúng ta gọi hoặc là nhắn tin trực tiếp thì bên trung tâm cây giống sẽ trả lời. Nếu như cô chú anh chị nào mà gửi lời mời kết bạn thì bên trung tâm cây giống không có thấy đâu, tại vì đầy bạn rồi, không có biết quý bà con chúng ta kết bạn để mua cây hoặc là hỏi cây như thế nào đó. Anh chị cứ inbox hoặc là gọi trực tiếp giùm Ly nha. Rồi, ngày hôm nay chia sẻ về 17 cây ha bà con, 17 cây táo tàu. Cây trồng chậu nha, trồng cây ăn quả và đặc biệt là trồng cây độc lạ nha bà con. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.